Hey vô cho các bạn mình mini DC đến từ Vietnamese Pepper Group thì trong video bữa nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà để làm cho cái uh, sợi Paracord này á là cái kiểu này á, là các bạn là sẽ không bao giờ mà giặt ra được. Rồi mình sẽ làm cho cái uh, sợi Paracord này trở về cái màu nguyên bản như cũ tức là màu neon orange. Ok. Thì uh, cách làm như sau. Thì uh, các bạn á là thứ nhất là lấy uh, một cái uh, chai cái chai có nắp đàng hoàng đậy kín và bên trong á là dùng thuốc là dùng nước tẩy 100% nha thuốc tẩy quần áo á 100% thuốc tẩy không pha bất cứ cái gì hết và cái thứ hai các bạn cần á là một cái khăn một cái khăn khô để chúng ta lau sợi dây thì đầu tiên á là các bạn sẽ bỏ cái dây và cái dây paracord vào đây tại vì cái dây này là mình làm dây dày nên thành ra nó dơ đến mức này luôn các bạn sẽ không bao giờ mà giặt ra được mình sẽ mở ra và sau đó là bỏ cái đống dây này vô cái này là chỉ áp dụng cho paracord thôi các nha các bạn paracord 550 của Hoa Kỳ 55 550 pound vì ba code mà hàng chính hãng là các bạn cũng không bao giờ mà sợ về vấn đề mà gọi bị rút tẩy mà nó ăn mất màu các bạn khỏi phải lo và sau đó các bạn sẽ lắc lên lắc nói chung là các bạn đang sẽ hiểu lắc như thế nào đó thì các bạn cứ lắc lên lắc càng cả mạnh càng tốt thì bây giờ là mình sẽ tua tôi cho uh, tôi cho lẹ nha các bạn ok thì sau khi lắc xong rồi, các bạn nhìn cái nước đẩy nè đó nó đẩy nhìn thấy dơ không dơ gốm chưa và sau đó cái này là mình không đảm bảo nó sạch hết hoàn toàn nha các bạn nhưng mà có điều là nhìn dây nó sẽ đẹp hơn đó thì cái này làm sạch dây là là có thể được 90% phần trăm tại vì đôi khi các bạn giặt một giặt bình thường đó, là nó sẽ không bao giờ ra được cái màu bằng cái thuốc đẩy này nó đã làm đó các bạn cứ lắc vậy nè và sau đó các bạn đi rửa nó bằng nước bây giờ là mình sẽ đi rửa bằng nước và cái này là mình đã rửa bằng à, à, tức là mình đã giặt lại bằng xà à, phòng bình thường à, để cho nó loại khỏi cái cái thuốc đẩy đó và và lại trả cho nó cái mùi à, thơm của à, mùi xà bông bình thường đó thì bây giờ là sợi dây nó rất là ướt nên vậy mình đã nói khuyên các bạn là nên có một cái khăn ở đây và bây giờ làm gì tiếp theo thì à, các bạn á, là cầm cái đầu sợi dây nè các bạn à, để vậy và các bạn kéo nó giữ cho thật chặt và kéo nó để cho nước mà là nó thấm vô cái khăn hết. Các bạn kéo mạnh lên và giữ chặt cái đây lại. Đó các bạn thấy đó, nó rất ướt. Và giờ cái khăn của à, cái, cái 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 dây của chúng ta đã khô hơn rồi. Và cái sợi dây này làm cũng vậy. Kéo khi khúc này nó bị thắt gút rồi đó rồi sau đó chúng ta xếp dây này lại xếp dây này lại thì cái dây này là gần như nó đã tức là nó chỉ còn hơi ẩm ẩm ướt thôi các bạn phơi nửa tiếng trước quạt hoặc là phơi um, nửa tiếng ngoài nắng Thì uh, Ngoài nắng thì các bạn phơi tầm 20 phút thôi là nó khô rồi Thì uh, chúng ta có thể uh, xài như bình thường các bạn nhìn đây Nó chỉ còn dơ hơi xíu thôi Cái khúc này là do nó, uh, nó dơ là do nó dính uh, Dính dầu nhớt á các bạn Dính dầu nhớt mà để lâu quá nên thành ra là tẩy không có ra nè Đó Thì uh, cái này là mình uh, sẽ phơi uh, Tầm, uh, nửa đến trước cái quạt uh, thì nó sẽ khô. Ok thì uh, video clip uh, đến đây kết thúc. Uh, các bạn hãy nhấn uh, nút uh, subscribe và nhấn nút like để uh, mình uh, làm ra những uh, clip về paracord và những cái đồ chơi linh tinh nữa. Ok cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại ở video kế tiếp.